chào tất cả các bác, chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục vào một cái ngôi bản làng rất là khó khăn. Một cái ngôi bản làng mà đường xá đi lại chỉ có là đường xe máy, người dân tự đào, không có đường ô tô các bác nhá. Tất cả những ngôi bản làng mà em khám phá, em đi tìm hiểu với cuộc sống của người dân và giúp đỡ đồng bào á, thì đó là ở tại phía tây bắc của tỉnh Lai Châu, nằm theo ven của con sông Nập Na hay còn gọi là sông Đà Bốn. Vừa rồi em có thấy là rất nhiều các bác, các cô chú có hỏi em rằng là những nơi em khám phá ở đây là thuộc ở đâu của Hà Giang á. Thì em cũng xin trả lời với các bác, các cô chú, anh chị một chút. Tất cả những nơi mà em đi thiện nguyện đó là ở bên phía tây bắc của tỉnh Lai Châu. Bởi vì sao mà Lai Châu rất là ít các bác biết đến, là thứ nhất là Lai Châu á, từ Hà Nội lên Lai Châu là một cái điều vô cùng là khó khăn, đường xá đi lại rất là hiểm trở, rất là nhiều đường đèo. Nhiều các bác có đến Mù Cang Chải, em có đến Mù Cang Chải, em có hỏi á, các bác có biết Lai Châu không, các bác có nói là không biết. Tuy nhiên từ Mù Cang Chải đi Lai Châu chỉ có là hơn 20 km một chút thôi. Nhiều các bác lại đến Sapa có hỏi thì cũng không biết đến Lai Châu luôn các bác ạ. Nên là chính vì vậy thì Lai Châu á có rất là nhiều những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, nhiều những cái nơi cuộc sống của người dân vô cùng vẫn còn lạc hậu và như ngày xưa vậy. Nên là còn Hà Giang á thì nhiều các bác ai cũng biết, bởi vì là đường xá từ Hà Nội lên Hà Giang là rất là dễ các bác nhé. Nên là hôm nay thì không dài dòng nữa, mời các bác tiếp tục đi cùng em đi khám phá một cái ngôi bản làng nằm sâu tít ở trên rừng, ở trên núi, đường xá đi lại vô cùng là khó khăn nhé các bác. Bên cạnh cái đường đi lên cái bản trên này thì em thấy là có nhiều những ngôi nhà ở xung quanh, nghĩa là ở gần ngay chỗ đường này. Em hỏi thử xem là đi lên cái bản này có xa không nhé các bác. Nhưng mà ngay đây có một cái con chó, không biết có dám qua không. Đi qua đây một tí. Có ai nhà không ạ? À? Bên đấy không có ai. Xem này. Chào em. Anh có ở nhà không em? Không ạ. Anh hỏi một tí, từ cái vị trí này lên trên cái bản này có xa không? Không, không biết nói à? Vâng, ở trên cái bản này á, là có xa không? Không. Không à? Mình là trước là người ở trên đấy à? Chuyển xuống đây ở đây đúng không? Anh không ở nhà đâu nhỉ? Nghĩa là ở đây là mình thuộc xá gì? Xá Hồng Thu. Xá Hồng Thu à? Nên là ở trên kia xa nên là phải chuyển gần ở dưới đường này để cho các con đi học hay sao các bác. Rồi ok, anh cảm ơn nhé. Các anh đi đâu rồi? Chồng đi đâu rồi? Chơi à? Bây giờ thì em với các bác sẽ lên trên xem thử cái ngôi bản ở trên này như thế nào nhé các bác nhé. Bởi vì là em thấy có để ý là đường đi lại rất là nhỏ, chắc có lẽ là sẽ không có điện, không có điện, không có đường ô tô đi lại. Các bác đến cái vị trí này mình còn không dám tin đây là cái đường vào bản luôn đấy, bởi vì đường rất nhỏ, giống như cái đường đi nương của mọi người vậy này. Khu vực xung quanh toàn là rừng rất là rậm rạp, không nghe thấy một bóng người luôn, đi rất là đáng sợ luôn đấy các bác ạ. Không hiểu sao bên trong này vẫn còn có những cái ngôi bản mà vẫn còn xa xôi như thế này. Đây nhiều lúc mà em đi theo đây rất là hồi hộp, bởi vì các bác biết làm sao, mình đi một mình như này á, mặc dù vất vả khó khăn cũng sợ những cái điều nguy hiểm lắm, nên là mình cũng hơi đề phòng một chút. Cái cung
đường này. Không dám tin luôn. Trời ơi, những cái cua khủng khiếp chưa này. Trời ơi, quá đáng sợ luôn ấy. Các biết không, em cũng khá là sợ hãi khi mà lên đến một trong những ngôi bản này. Lần đầu tiên đặt chân đến đây ạ, thấy bên trên này là có nhiều ngôi nhà tít trên này rồi. Nên là em sẽ lên từ cái vị trí ngôi nhà đầu tiên ở tại đầu bản luôn. Đây là cái ngôi nhà đầu tiên đây. Có ai nhà không ạ? Hình như là không có ai nhà đây cả. Ôi, trên này đây này các bác này. Như con lợn. Như con lợn này này. Đấy, con lợn rồi là con dê các thứ. Thế là rất nhiều lợn dê luôn nhá. Đây không thấy ai cả. Để chắc mình phải đi ra bên ngoài nữa chút. Có chú ơi. Ôi giời. Không tìm được đường đi. Vậy thì vòng qua cái chỗ này. Rất là chật chội đây. Dạ. Em chào. Chào cô, chào chị. Mình đang làm gì đây chị? Mình đang làm gì đây? Dạ. Mọi người không ai ở nhà bên dưới này? Không có rồi. Không có à? Họ đi làm gì đấy chị? Nó đi làm ruộng rồi. Làm ruộng à? Vâng. Thế đây là nhà mình đây à? Mình thì không có nhà đâu. Đây là nhà anh thôi. À không có nhà? Mình còn chưa làm nhà đấy. Sao lại không có nhà chị? Đúng là... Mỗi thời gian nó mà bây giờ chưa làm nhà thì chỉ có ở... Thế nhưng mà chị là ở đâu về đây? Ở đây đâu mà. Ở đây á? Ờ, nếu mà cùng nhà bé bốn ở đúng mà. À, nghĩa là tức là không thả... chưa có chồng, không có chồng à bây giờ? Có đấy. Có đúng mà mới thả. Không bây giờ mới không ở với mẹ bé bốn thì mới xuống đây ở cùng. Vâng. Em là em hay đi thăm bản làng ấy thì em thấy cái bản làng của mình xa quá với lại không có đường. Đường là vẫn chưa có đường ô tô. Là tò mò nên vào trong này để xem thử. Em còn tưởng là trong này không có người bởi vì đường nó rất là bé. Và có đường to, không có đường to đâu. Và ở trong này mọi người gọi là bản gì chị? Bản này á? Vâng. Nó là bản thì xã thì chỉ có xã Pa Chao kia thôi. Xã Pa Chao. Tả Phìn á? Không phải đâu, phiền thì phiền gì. Nhưng mà đây là thuộc huyện Sìn Hồ đúng không chị? Phiền á? Nghĩa là thuộc huyện Sìn Hồ ấy. Không biết. Dạ. Con đi học thì không biết. Vâng. Thế nhà chị, nghĩa là chị không có nhà. Vâng. Còn chị chỗ... với chồng với các con là ở đây thôi. Vâng. Nó mà anh của em thì nó chết rồi đấy. Để vợ nó đi... Còn mẹ bé bố của vợ mẹ thì con nhà này không có người ở thì em bố đấy. À, nghĩa là anh trai mất rồi. Vâng. Anh trai mất rồi, bây giờ nghĩa là ở đây là chỉ có các cháu thôi. Vâng. Thế chị dâu vẫn ở đây chứ? Nó không ở đây rồi. À. Còn mẹ bố nó rồi. Thế là... Quảng quăng của nó với ở với mẹ với em thôi. À, thế các con đi đâu hết rồi? Các con đi học hết rồi. Đi học ở đâu? Đây là đi học đâu? Xuống ở dưới kia đây, đường to kia. À, ui dồi ôi, đi học xa thế. Thế đi thì mà xa. Đi học mầm non thì phải ngủ dưới đấy à? Lên ở trên nhà này ngủ đấy. Ban đêm lại về? Vâng. Ui dồi ôi. Sáng mới xuống, tiếng tối thì mới về xuống, trở lên nhà ngủ đấy. Đây chẳng khác gì trên rừng cả. Nhìn rất là sợ. Thế là các bé là mồ côi đấy. Bây giờ mấy bé ở trong nhà là mồ côi à? Đúng à. Có mấy bé? Năm đấy. Năm bé. Vâng. Không có, bây giờ là không có, như là bố mất rồi. Mẹ lại đi về bên ngoại rồi. Vâng. Ôi giời, các bé mồ côi rồi. Chỉ có ở với bà nội thôi.
Lúc nào có dịp em lên đây thăm các bé nhé. Và em đi sang bên bạn này một tí. Trời ơi, từ đây mà đi họp thì không biết sẽ như thế nào đây các bác. Em đã càng vào tìm hiểu về cái cuộc sống của người dân, đặc biệt là người đồng bào Mông ấy, thì lại càng thấy sợ hãi. Bởi vì vào trong này rất là xa. Rất là xa, đường thì như kiểu đi vào rừng ấy. Thế mà các bé thì buổi sáng đi họp, buổi chiều, tức là chiều tối ấy, lại đi về. Thực sự quá đáng sợ luôn. Ở đây cũng khá đông dân đấy chứ. Đây còn có hội thánh Tin Lành đây các bạn. Có ngôi nhà, nhà thờ ấy, hội thánh Tin Lành ở trong này. Có vẻ như em nhìn sơ sơ qua, đặc biệt là mình nhìn từ trên cao ấy, cũng thấy là khá là đông dân, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà mọi người chắc có lẽ là đi làm hết rồi. Nên là mình xem là có những nhà mà có người ấy, thì mình sẽ trò chuyện, nói chuyện một chút. Họ chính xác đây là cái bản gì, thuộc xã gì, của huyện gì nhé các bác. Chắc là có lẽ là đất thì là đất của huyện Sìn Hồ. Không biết là xã gì thôi. Ôi dồi, sao bên trong này mọi người vẫn vận chuyển vật liệu về xây nhà này. Em sợ thật. Vận chuyển vật liệu về xây nhà. Dạ, em chào chị. Anh có ở nhà không chị? Chị Nhất Xe à? Ồ. Chị mua chị lờ? Mua tê lờ. Ồ. Hơn nói chị này. Cái bây giờ? Anh đi làm hết rồi. Nhà rất là gần nhau nhá. Mọi người cũng không có ở thưa thớt, rất là tập trung. Từng nhà một rất là tập trung. Ngày trước là xé rất nhiều nhà trình tường đất. Bởi vì mình nhìn thấy ở đây chắc có lẽ là chủ yếu là toàn bộ như bro, cái gì cũng sẽ đi chở vận chuyển bằng xe máy thôi. Hy vọng sẽ gặp được ai đó đó để mình nói chuyện một chút. Đây, những ngôi nhà này là nhà trình tường đất đây. Ui, trên này mọi người nuôi nhiều gà lắm các bạn. Nuôi gà rồi nuôi vịt. Cuộc sống tự cung tự cấp là nhiều mà. Sao đến giờ chưa thấy ai cả bác? Chắc có lẽ là mình phải đợi lúc buổi trưa thôi. Có ai ở nhà không ạ? Chú ơi! Thấy mấy bé ở nhà này. Con chào bà. À, bà. Chị muốn lấy tủ nhốt chế nè. Chị muốn mì tu chỉ nhốt chế nè bò. Mì tu này chỉ nhốt chế. Ờ, mì tu mù ớt tế lời ạ. Ớt tế lời ạ. Ờ. Ớt tế nè. Ờ, bế mù ớt xí sao. Mù ớt xí. Bế mù ớt xí chai cái tủ chế sao. Bà và mình ở nhà thôi. Rất là nhiều nhà nhưng mà hầu như là mọi người đi làm rồi. Sáng mình hơi lên muộn một chút. Nên là có thể là lát nữa trưa mọi người sẽ về nhiều hơn. Tuy nhiên thì mình sẽ sang những cái ngôi nhà ở bên dưới này. Xem thử xem là có ai ở nhà không. Để mình trò chuyện một chút nha các bác nha. Mấy nhà này toàn trình tường đất. Bác ơi! Dạ, con chào chú. Chú ở nhà? Ở
Vâng, cháu đi thăm bản làng một tí thôi. Cháu hỏi một tí là đây gọi là bản gì chú? Đây à? Vâng. Đây bản cũ thì bản Ba Chọ Ô. Ba Chọ Ô à? Thuộc tức là thuộc huyện Sìn Hồ à? Ừ. Vâng. Ở đây có mấy hộ chú? Đây à? Vâng. Bây giờ có mấy hộ? Hình như là mọi người chuyển dần xuống dưới đường rồi đúng không chú? Có một số chuyển dưới này. Dạ, bởi vì đường xá đi lại khó khăn quá. Thế là ở hiện tại bây giờ thì có mấy hộ chú? Thế là quên rồi, nhưng mà không nhớ là mấy hộ. Dạ, trường bản thì ở đây à đâu chứ? Trường bản dưới nhỏ to mà. À, trường bản chuyển xuống dưới kia rồi. Vâng. Các con đi đâu hết rồi? Nhưng mà đi... Có việc gì thì đi gà trường bản không biết. Vâng. Vâng. Các con đi, các con đi học hết rồi à? Đi học hết mà. Vâng. Cháu sơ sơ qua, cháu thấy sơ sơ qua chắc cũng phải hơn chục hộ đấy chú nhỉ. Bởi vì nghĩa là chục hộ gia đình ấy. Thế là vừa nãy chị bảo các bé bên này à. Đấy, chú có cái đá mài, cái đá mài bằng mà dao mà. Vâng, cái đá mài này là đá mài mình nhận dưới suối đấy. Ừ đúng rồi. À. Nhận dưới suối. Có anh đang đi đâu về đây? Đây anh trai à? Em chào anh. Anh không biết nói tiếng phổ thông à? À. Ôi anh vừa đi xẻ gỗ về đây. Đi xẻ gỗ à anh? Cái này xẻ làm gì? Làm nhà? À, nhà anh chưa làm đâu đúng không? Đi đâu đấy? Em đi thăm bản làng thôi. À, đi chơi bản làng. Thấy bản mình là có bao nhiêu, tầm khoảng bao nhiêu nhà nhỉ? Không nhớ chứ, hơn 10 hộ tí thôi. Hơn 20 hộ à? Hơn 10 hộ tí thôi. Hơn 10 hộ à? Vâng, chắc cũng tầm tầm đấy nhỉ. Sang bên này còn có nhiều nhà không anh? Đi bên này. Vâng, có. Đây là dân bạn tự làm cái rau chua. Cái này là cái rau chua ấy. Nhìn thấy rất là mang về phơi khô này chắc rất là ngon. Ôi đây là anh chuẩn bị được nhiều gỗ chưa này? Trên này gỗ nhiều đấy nhờ anh nhỉ. Để làm nhà. Thấy nhà nào cũng chất cả đống củi. Nhưng mà em có việc gì đấy? Dạ không có gì đâu ạ. Em đi chơi bản làng thôi ạ. Đi chơi bản làng thế bởi vì là những cái ngôi bản này á, thì rất là xa. Ở trong này có điện chưa chú? Điện à? Điện nước ấy. À nghĩa là điện của nhà nước kéo về ấy. Chỗ đây thì không có ai có mà. Không có điện? Ừ. Thế mình dùng cái điện gì chú? Điện nước mà. Điện nước bên nhỏ nhỏ đấy. Ừ. Mình tự làm á? Ừ, tự làm thôi. Vâng. Không mà có điện. Mấy bản này khó khăn lắm. Dạ. Ở trong này còn có bản nào nữa hay là chỉ có bản này thôi? Không bản này thôi. Vâng. Trên này thì không có bản mà có hai nhà ở trên thế mà. Hai nhà tiết ở trên kia? Ừ. Có sâu không? Nhà họ có đi xa không? Ồ, cái đây thì không có bản đâu, có hai nhà thôi. Dạ, hai nhà đấy, ý cháu bảo là hai nhà đấy là đi xa không? Ồ, xa đấy. Không phải gần đấy, nhưng mà đường ô tô thì đi được xe máy không chứ? Ồ, đi được nhưng mà xa. Và đường khó. Đường khó đi á? Ừ. Khó cháu càng thích. Đây, tí nữa cho xem. Bên kia đi mà. Dạ. Bên kia. Lên trên núi đi à? Ừ, trên đồi này. Tí ở trên đồi này chứ? Ừ, trên đồi này. Tí nữa cháu lên trên đấy xem thử nào. Nhưng mà không phải đi chỗ này đi nhá, đi ở đường ô tô đi. À. Mới đi nhá. Không phải đi chỗ này đi được đâu. Ở được. À, ở đây tầm khoảng mấy năm rồi chưa? Chỗ này thì sống ở đây thì khoảng là hơn 10 năm đấy. Nghĩa là những chú là sống đây 10 năm. Nhưng mà hồi xưa ông bà cũng ở đây chứ? Ở Sinh Hồ mà. Dạ. Bảo có chỗ Sinh Hồ đó mà. Vâng. Tại không có gì làm ăn nên là phải xuống đây thôi đúng không? Ừ, không có gì làm ăn thì xuống đây gần nương gần rừng thì xuống đây làm đấy mà. Nhưng mà khổ quá. Vâng. Đường xa đi lại khổ, không có
không tức là không có đường, không có điện. Ừ, đường không có, điện không có, cái gì không có đâu mà. Và nhiều nhà nữa, cháu bảo. Cái gì thì khác đi làm, đặt dùng thôi mà. Và cháu bảo chuyển xuống dưới đường đi. Chuyển, ó, ai cũng là thí ở xuống dưới mà, nhưng mà không có, không có giường, không có nương. Dạ. Cái gì không có, điện không có, cái gì không có thì cứ ở chỗ này thôi. Và làm được thế nào là ai. Vâng. Ở bên này thấy cho thấy chú nuôi nhiều dê đấy nhỉ chú nhờ. Dê đây mấy con. Vâng. Sang bên này là không có nhà nữa hay là có chú? Có. Con... Nhà đấy chứ. Vâng, con chó buộc đây này. Chí này à. Sang bên này vẫn còn có mấy nhà. Đường đi dưới này vẫn được mà. Đi dưới này. À đi dưới này vẫn được à? Ừ, vẫn được mà. Để cháu xuống dưới này một tí. Vâng. Đây còn có cái bậc thang đấy. Vâng. Bậc thang để mình đi sang. Mình sẽ đi hết những các hầu hết các ngôi nhà trong này xem thử cho các bác các cô chú nhìn nhận một cái khách quan một chút về cái cuộc sống của người dân ở trên này. Đây có em trai. Ôi nhà đi vào chỗ nhà này vẫn phải có cầu thang. Chào em nhá. Cái địa cái chí này tử là trẻ à qua đây chị qua đây chị bao hàng nhóc lá gì bao bao nữa hả một cái địa gì mùa chim mùa con biết nói tiếng phổ thông không biết nói tiếng phổ thông không không à con không đi học à sao lại không đi học không có tiền đi học á đi học xa đúng không học xong lớp mới. Học xong cấp 1 à? À. Thế con lấy cái dây chun ấy, dây chằng ấy buộc vào. Ba mẹ đâu? Ba mẹ ở nhà. À, lấy cái dây chằng ấy buộc vào. Chú đi chơi bản làng thôi mà. Con lấy cái dây chun ấy. Hình như là cái này là mọi người nuôi. Nuôi con trâu đúng không? Ừ. Cứ cầm như thế à? Em vượt vào. Nhà có chó không? Nhà không có chó đâu đúng không? Ừ. Chú ơi. Không thấy ai. Bé đang cầm. À. Em cứ tưởng là sang bên này không có nhà. Thì ra sang bên này vẫn còn rất nhiều ngôi nhà nhé. Đây. Từng nhà một là từ nhà nọ sang nhà kia là như thế này. Nhiều loại chim lắm bác ở trên này. Mình cảm giác rất là nhiều loại chim kêu ầm luôn. Đây, từ các nhà qua khác nhau đây. Con chào bà. Ôi trên này mọi người nuôi rất nhiều con gà di. Các con đi đâu rồi bà? Thì ra là thực ra mình thấy là cũng khá đông người đấy chứ không phải ít đâu các bạn, hơn chục hộ một chút, nhưng mà bởi vì trên này mọi người rất là nhiều gỗ nên là làm nhà vô cùng đẹp luôn. Dạ? Mùa xí chứ? Bởi vì đi đúng rồi chưa? Nếu mà các bác thấy là những cái ngôi bản hàng như này thú vị á, lần sau em sẽ tiến tới vào những các dịp lễ như giả sử như là Tết hoặc là những cái dịp lễ ngày thường ấy, thì em sẽ vào trong này để chia sẻ cho các bác một chút về cái cuộc sống của người dân. Trên này thì tương tự giống y như là ngày xưa. Hầu như là mọi người tự cung tự cấp là chủ yếu. Đi chợ thì không có nơi nào để mà đi cả. Sang bên này một chút nhiều những kia. Chỗ rất là đẹp nhá. Trên này nhìn như thế này thôi. Mát nữa.
Ủa trên này cũng làm kinh tế khá lắm các bác. Chú đi chăn dê đây hả? À? À. Thả trên này à? Ở đây làm kinh tế. Thật chứ em vừa đi thăm bản một tí. Vâng, anh đang làm gì đấy? Cái này là để làm gì? Bái trâu á? À? Nhà anh nhiều trâu không? Ít thôi. Mấy chục con à? Dạ? Hai con thôi. Hai chục con? Hai con. Hai con làm gì mà làm rộng như này? Nhà anh có bao nhiêu con trâu? Chú? Nhà anh có bao nhiêu con trâu? Hai ba con thôi mà. Là ba, có con trẻ. Là, ba con, bốn con. À. Có con trẻ thôi. Như nhà chú có mấy chục con dê là được rồi. Bán về cả khối tiền. Cả khối tiền. Ở trên này đường xá đi lại khó khăn thật, nhưng mà nếu mà làm kinh tế thì vẫn thích thật chú nhà, bởi vì là mình nuôi gà rồi nuôi dê thì được. Và nếu mà mình nhưng của nhà ta không có, của mình thì thả không được chứ người ta không cho thả. Ừ, nhà ta không có thả đâu. Ở ngoài rừng nhiều thế kia kìa chú. Ở đây thì Tết thì mọi người đi đâu chơi chú? Tết à? Vâng, nhưng mà Tết đây. Ồ, cái đây thì không có chỗ chơi mà, đi bản, chú nào cũng bản thì đi chơi một tí thôi. Đi chơi bản cùng bản người ta đông đông vui tí đúng không? Bản khác nó đông người một tí thì đi chơi một tí vào thôi. Thực ra trong này thì xa thật nhưng mà nói khó khăn đấy, gia đình khó khăn đấy thì chắc cũng không khó khăn mấy đâu. Chắc là các đại toàn đại gia ngầm, đại gia ngầm xấu ở trên núi. Bởi vì là con gà các thứ nhiều lắm nhỉ chú nhỉ, gia đình nào cũng thế. Mùa này không có cỏ nhỉ anh nhỉ, ít cỏ lắm nhỉ. Và trên này ngoài làm ruộng ra là toàn chăn trâu bò á? Không cho không. Sao không nuôi bò anh? Bò trên này chắc được chứ. Và nhìn sơ qua thì không thể nào bao quát được. Tuy nhiên thì em có thể thấy là dân ở trên này cũng hầu như là nói về kinh tế thì cũng tạm ổn các bác. Bởi vì là đường xá đi lại khó khăn thôi, nhưng mà mọi người ở biệt lập như này thì chăn nuôi á vô cùng là tốt luôn. Đây này các bác thấy này, nhà nào cũng bên dưới dây gầm này rất là nhiều ngan nhá. Hầu như nhà nào cũng có ngan rồi gà rất là nhiều luôn. Chắc có lẽ là mình phải nói là đây là những cái bản làng đại gia ngầm. Khi mà vòng quanh một vòng mình thấy đại gia ngầm sống ở trong này thì phải. Đấy. Còn vận chuyển hàn đồ lên trên này để xây nhà nữa. Thật sự là quá nể phục và khủng khiếp. Ở đây mọi người chuyển được đồ lên trên này để xây nhà, sợ nhờ. Em đi thăm bản làng chơi thôi. Mình lấy gỗ làm gì ấy? Cái này. À. Ôi. Nhà anh ở dưới đấy à? Nhà anh ở đây à? À, thì bên kia, vâng.